chắn rồi. Một trong những cái nguyên nhân lớn gây lên tình trạng khó có thai đó là những viêm nhiễm ở phụ khoa. Đó là viêm âm hộ, viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, rồi viêm niêm mạc tử cung, viêm tử cung, viêm hai phần phụ, viêm buồng trứng, viêm bò trứng. Và bất kỳ một cái tình trạng viêm nhiễm nào tại cơ quan sinh sản của bạn thì cũng là cái nguyên nhân mà làm ảnh hưởng đến cái khả năng có thai của bạn. Ví dụ như là nếu mà trong trường hợp mà bạn bị viêm âm đạo, viêm âm hộ thì cái môi trường âm đạo của bạn nó sẽ bị thay đổi. Và khi mà cái môi trường âm đạo của bạn nó thay đổi đấy thì nó sẽ làm cản trở cái việc mà tinh dịch, khi mà chồng xuất tinh vào âm đạo của mình, sẽ cản trở cái việc ly giải tinh dịch và cản trở cái việc tinh trùng có thể ly giải và có thể bơi được vào trong cái cơ quan sinh sản của mình, giúp cho mình thụ thai. Rồi những cái viêm nhiễm ở cổ tử cung cũng thế, những cái tình trạng viêm ở cổ tử cung thì nó sẽ cản trở cái việc mà tinh trùng có thể di động được qua những cái vùng viêm nhiễm đó. Rồi viêm nhiễm ở tử cung, viêm nhiễm ở niêm mạc thì chắc chắn là nó sẽ cản trở cái việc phôi mà có thể làm tổ. Những cái viêm nhiễm tại hai vỏ trứng thì có thể làm hai vỏ trứng của bạn nó bị viêm, hai vỏ trứng bị tắc. Và khi mà hai vỏ trứng bị tắc rồi thì mình không thể có thai tự nhiên được. Đôi khi ở một số bạn có tình trạng là vòi trứng thì hoàn toàn thông, tuy nhiên thì những cái viêm nhiễm ở trong vùng chậu nó có thể tạo thành những cái màng dính, những cái dài dính do viêm bao xung quanh buồng trứng, bao xung quanh tử cung. Cho nên là đôi khi mà có những cái bạn mà có những bạn là mong con, đi kiểm tra thì vòi trứng vẫn thông, bác sĩ thì không nhìn thấy cái nguyên nhân nào gây ra vô sinh của bạn cả, nhưng mà khi mà thăm khám thì mình thấy rằng là có rất là nhiều những cái viêm nhiễm, những cái giải dính ở xung quanh bên xung quanh buồng trứng. Và những cái giải dính, những cái viêm nhiễm xung quanh buồng trứng thì nó sẽ cản trở cái việc trứng rụng mà có thể rơi được vào vòi, và chắc chắn là sẽ cản trở cái việc có thai của bạn. Cho nên là cái viêm nhiễm tại cái cơ quan sinh dục, cơ quan sinh sản là cái nguyên nhân, là một trong những cái nguyên nhân chính mà làm ảnh hưởng đến khả năng có thai của bạn. IVF Hồng Ngọc, nơi gieo mầm hạnh phúc.